cơ máy nhỏ xếp đi, xếp quá nhiều. Đánh bóng nó còn mềm được nên lấy ra đánh bóng. Cái nhỏ nhỏ nhưng mà lắp mồm bạn còn đánh được, mình đang đánh lại. Đánh lại sau khi sử dụng là ok, 100% rồi. Đây là nhỏ, nó mấy ly là nhỏ hơn một xíu thôi, nó vẫn là những nha. Không cần làm gì hết, làm thì là ok hết nha. Thành đánh luôn, nhưng mà mình đánh quá hết rồi. Mình đánh từng vòng đi như này. Một vòng đi xong rồi một vòng đi, đánh khi nào bóng hết thì thôi. Thì là xước quá thay bạc vào thì nó cũng bị cháy, vẫn như cũ, nghiền hết ra. Còn 178 nhé. Rồi ok, video của mình dừng ở đây nhé.